into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. When they find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth fighting for. You can't tell me it's not worth fighting for. You know it's true. Everything I do, do it for you. Look into my heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I will give
There's nothing I want more. I will fight for you. I lie for you. Walk the way for you. Yeah, I'm tired for you. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Nổi hết da gà luôn. Cảm ơn các anh trong ban nhạc rất là nhiều. Đây đúng là ca khúc nó đúng với cái thông điệp và cũng như là đề tài của buổi tối đêm nay. Hay quá. Và hơn hết phải có một lời khen dành cho đội ngũ hóa trang. Từ trong bước ra sân khấu là nhìn y chang luôn. Quá giống. Nói chung là rất là tuyệt vời. Em thấy anh Nghĩa ngồi tắm tắt gật đầu liên tục. Cảm xúc của anh như thế nào sau khi nghe một cái bản tình ca da diết? Giống như Duy Khánh vậy đó. Dạ. Tức là anh cũng bị cảm giác lặng người đi khi mà nghe Thắng hát. Anh lần đầu tiên biết Thắng, anh không biết công việc của em là gì. Có thể chia sẻ một chút xíu cho các anh chị đây biết rõ hơn về mình được không? Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các vị ban giám khảo cũng như là các bạn thí sinh cùng toàn thể các bạn khán giả có mặt tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay ạ. Em là Phạm Việt Thắng, em sinh năm 1993, em quê ở Hải Dương và hiện tại em đang đi hoạt động nghệ thuật với cái chức vụ là ca sĩ ạ. Ban đầu anh hơi tiếc chút xíu bởi vì anh nói cái hình ảnh của Brian nó phải gắn với cái đàn. Mà em xem với chị, em xem hết tiết mục, em thấy hết nhạc rồi mà không thấy cái đàn đâu. Lò. Em hơi có một chút tiếc nuối trong đó. Đến khi bạn ấy quay vào trong ôm cái đàn lên làm cái xè một cái là em rụng tim liền lập tức. Không, tại vì nó gì? Đúng cái chỗ mình đang thèm á. Dạ. Và để có được một tiết mục thành công như thế này thì phải nói rằng cảm ơn rất nhiều đến các anh em trong ban nhạc. Dạ. Các anh em ban nhạc tuyệt vời, phối hợp quá hay đó. Thì để có thể giúp cho bạn Thắng có được một tiết mục hay và tròn trịa như vậy, cảm ơn các anh em nhiều nha. Em cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều ạ. Rồi bây giờ tới chị Mỹ Linh nha. Chị cảm xúc của chị như thế nào ạ? Khi mà em bước ra thì đã thấy rất là giống rồi. Phải nói là hôm nay là đội make up đã rất là giỏi. Bởi vì hóa trang cho em nó không có nhiều thứ để làm mà lại làm sao phải rất là giống. Thế nhưng mà nếu mà chỉ có một cái gì tiếc ấy thì giá như ban nhạc cũng được ăn vận và nó phù hợp hơn với cả ca sĩ ấy, thì là hôm nay sẽ là một tiết mục hoàn hảo. Anh Dương ơi, anh có cảm thấy hài lòng và thực sự phấn khích với cái tiết mục cuối cùng của đêm nay hay không ạ? Anh chỉ thấy em là em đang sướng nhất trong chương trình hôm nay. Dạ. Tại vì em có một ban nhạc thật đệm cho em ở đằng sau và đánh live hoàn toàn chứ không phải là bật cái phần playback lên để mình hát. Nhưng mà cái mà anh để ý nhất không phải là em có bắt chiếc giống Brian hay không, mà chính là cái giọng của em nó lại quá giống. Tự nhiên em không cần phải bắt chiếc gì nó đã giống rồi. Dạ đúng rồi ạ. Đấy, dạ, vâng. Nó hơi khàu khàu, nó hơi khàn khàn. Cái đấy là rất là quý, nhất là cho người châu Á. Mình rất hiếm những cái chất giọng như thế. Đấy thì anh nghĩ rằng em đã chọn một cái bài rất hợp lý cho giọng của em hôm nay. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục hay nhất trong chương trình. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Yeah, cảm ơn Phạm Việt Thắng rất là nhiều. Rồi xin mời bạn về chỗ. Và đó cũng chính là thí sinh cuối cùng của Gương Mặt Thân Quen năm 2020 Thế Hệ Mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi ban giám khảo thảo luận và cho điểm.